Giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn 2021-2022 tăng bình quân 9,04% trên năm. 9 tháng năm 2023 ước đạt gần 695.000 tỷ đồng, tăng 3,68% so với cùng kỳ và bằng hơn 68% kế hoạch cả năm. Trong bối cảnh khó khăn chung, nhiều doanh nghiệp xác định mục tiêu duy nhất sản xuất đảm bảo việc làm cho người lao động được ưu tiên đặt lên hàng đầu trên cả mục tiêu về doanh thu và tăng trưởng. Công ty là vẫn phải tìm mọi cách để mà tạo được, đảm bảo được cái công ăn việc làm cho công nhân. Trong những cái thời điểm như này thì cái vấn đề lợi nhuận hoặc là doanh thu thì công ty không đạt được, mà mục đích chính là tìm mọi cách để đảm bảo được cái công ăn việc làm và cái thu nhập cho anh em ở cái mức có thể tốt nhất. Ngay từ đầu năm 2023, các cấp các ngành trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, toàn diện trên các lĩnh vực, tiếp tục thực hiện cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đặc biệt đã quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh với nhiều giải pháp cụ thể như cải cách các thủ tục hành chính, thực hiện đầy đủ các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, tiền thuê đất cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, nỗ lực vượt khó và kỳ vọng vào những tín hiệu lạc quan trong quý 4. Chúng tôi cũng nắm bắt được từ lãnh đạo công ty là cái đơn hàng của công ty cũng có sụt giảm, nên là cũng ảnh hưởng đến cái việc làm của người lao động. Thì làm một người lao động thì chúng tôi cũng rất là mong muốn là trong thời gian tới thì tình hình kinh tế chung được cải thiện. Thứ hai nữa là các cái đơn hàng của công ty có nhiều hơn để người lao động có thêm việc làm, cải thiện được thu nhập, nâng cao đời sống. Theo thống kê năm 2022, khối doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tạo ra 99,6% giá trị sản xuất công nghiệp của toàn tỉnh, 100% giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa của toàn tỉnh. So với toàn quốc năm 2022, quy mô giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Thái Nguyên vẫn duy trì đứng thứ tư, vị trí thứ nhất trong vùng Trung Du miền núi Bắc Bộ. Riêng năm 2022, các doanh nghiệp công nghiệp của tỉnh đã thu hút gần 148.000 lao động với mức thu nhập bình quân đạt 11,8 triệu đồng trên người trên tháng.